đến Bình Thạnh ủng hộ cho chị. Này là chúng ta tới chợ Bình Thạnh nha. Lời đầu tiên Vùng Biên TV kính chúc cho toàn thể của cô chú, quý anh chị cùng các bạn một ngày mới luôn an lành và hạnh phúc nha. Thì ngày hôm nay Vùng Biên TV xin chia sẻ và kính mời toàn thể cô chú và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm chợ Bình Thạnh của chúng và các bạn thuộc ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự. Đây là chúng ta đang ở ngay dốc cầu của xã Bình Thạnh nha cô chú và các bạn. Gọi cầu này gọi là cầu Bình Thạnh. Qua cái cầu Bình Thạnh này chúng ta sẽ chạy thẳng về thành phố Hồng Ngự hoặc là chúng ta chạy rẽ về thị trấn Sa Rài của huyện Tân Hồng nha. Bên dốc cầu Bình Thạnh này thì có một cái ngôi chợ của chúng với các bạn, bán cũng khá đầy đủ á. Cô chú và các bạn xem video nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như là ủng hộ kênh cho Vùng Biên TV nha. Xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú và các bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta đang lưu thông trên cầu Bình Thạnh, cô chú và các bạn. Để tìm chỗ gửi xe và quay cái cảnh chợ được cho cô chú và các bạn cùng trải nghiệm và tham quan nha. Đầu tiên tới dốc chợ này nè. Cô chú và các bạn chạy thẳng luôn là chúng ta sẽ về thành phố Hồng Ngự. Và cô chú và các bạn chúng ta cùng dạo tham quan nha. Nếu cô chú và các bạn chúng ta chạy thẳng luôn là về nội ô của thành phố Hồng Ngự, cô chú và các bạn. Đầu tiên gặp cái chú bán xe dừa này. Có đó là con. Dạ. Nhiều rồi chú. Để cho cô chú và các bạn dễ nhìn nha. Để con tiếp cho chú một tờ. Cứ quay thoải mái. Dạ. Yeah.
mà dở vô có mua. Mà có một ngày bao nhiêu trái lăng chú? À, một ngày chú bán bao nhiêu trái? Hên xui à, có nắng nắng thì bán gần 400. Dạ. Nắng nắng thì nắng mưa thì bán ít. Chú ở đâu lên đây bán chú? Ở đây luôn. Dạ. Chờ chờ chú con. Cho cô này đi chứ. Này mùa mưa thì bán chừng 100 dừa lại 120 trái, có khi 150. Một trái như mình bán bao nhiêu chú? Tùy theo lớn nhỏ con. Dạ. Trái lớn là bao nhiêu? 2.000 nữa mới đủ. 8.000. Này dừa lớn 10.000. Loại 10.000, loại 15.000 hai trái, loại 13.000 trái. Dạ. Để tiếp cho bà luôn. Để tiếp cho bà anh Tời. Bán này sống qua ngày rồi con ơi. Dạ. Rồi đi làm gì giờ? Có người buôn bán này thì mình bán thôi. Cô chú và các bạn có đến chợ Bình Thạnh ngay chỗ dốc cầu Bình Thạnh ủng hộ cho chú bán dừa nha. Mình bán buổi nào chú? Hả? Bán cả ngày hay bán một buổi? Bán có khi tới 10 giờ 11 giờ hết, có khi nguyên ngày. Dạ. Về trễ lắm á là 12 giờ. Dạ. Giờ con chào chú nghe, chúc chú rồi, bán đông khách con. Nha. Rồi cảm ơn con. Rồi mà cô chú và các bạn chúng ta dạo một vòng nữa nha. Khi cô chú các bạn đến ngay chỗ cái ngã ba này thì chúng ta chạy thẳng về là thành phố Hồng Ngự của chúng ta các bạn. Còn nếu mà chúng ta chạy hướng này nè, hướng này thì chúng ta có thể là về thị trấn Sa Rài của huyện Tân Hồng luôn nha. Chợ này rất sáng, bán khá đông đúc á. Hướng này là chúng ta sẽ về thị trấn Sa Rài của huyện Tân Hồng. Ở đây có chị bán quần áo của chúng ta các bạn. Ngay chỗ chúng ta đang đứng đây là dốc cầu Bình Thạnh của chú và các bạn. Dạ anh. Rồi mà con chú và các bạn chúng ta dạo một vòng nha. Cái này chị bán bán cho em 5.000 phai. Quay phim luôn. Dạ. Quay em về qua nói vừa gấp em không cần lúc. Dạ. Các bạn có đến đây ủng hộ cho chị nha. Thôi đàn ông nó chửi thì mình im vô đi. Chờ đấy em lấy dao năm nữa không? Thôi. Thôi để gỡ đó nha. Dạ. Đang quay này không có mất tiền gì đâu. Giờ em chú chị mua may mắn đắt nha. Cái dao cho thiệt bán chập về nó lắc ngang cái đầu. Nghe bán mày con bán mở chậm. Cái đẹp hai và chú chiên của chú và các bạn. Có dịp đến ủng hộ cho chị. Rồi đó ông đó quay tiếp lên tôi nói thiệt bà tôi bán được tới gửi luôn. Rồi cái này. Cái này em cũng qua YouTube nè chị, ngày mai bán đắt nha. Rồi mà cô chú các bạn chúng ta dạo một vòng nữa nha. Cái hướng này là chúng ta mới vô chợ được nè. Hơi bị chá nắng nè. Chị, ở đây có chị bán đậu nành cô chú các bạn. Ở buổi sáng không hả chị? Là bóng buổi sáng của cô chú các bạn. Cái lịch sử đâu nằm cho em quay cái nha. Sữa đâu nằm, sữa đâu xanh. Khói lên ngùng ngút luôn cô chú và các bạn ơi. Rồi em chúc chị bán đông khách.
ở đây rất là rộng ha, bên khu vực này là bán đồ ăn thức uống nè, bán chả ha anh. Dạ, bán cái này nam nữ của chú các bạn. Giờ chúng anh bán đông khách nha. Ở đây là túi của chú các bạn. Cái này là sầu riêng măng cụt. Mình bán cả ngày luôn hả chị? Ủa chị bán xe đẩy mà cái hôm em gặp phải không? Cô chú các bạn có đến Bình Thạnh ủng hộ cho chị. Bữa nay mình bán nhiều hơn hôm trước hả chị? Dạ. Dạ. Chị nói là vô mua sầu riêng, chị bán sầu riêng. Rồi em bán, chúng chị bán đông khách nha. Bán em 5 ngàn thôi. Bán em 5 ngàn khoai mì đi chị. Dạ. Lát em lấy nha. Ở đây có cái chiếc xe bán bánh luôn rất là ngon của chú các bạn ơi. Bữa nay ảnh đâu không bán, bán tiếp chị. Ảnh chị đằng nào gì hả? Thầy lấy chưa ạ? Thầy lấy khoai chưa? Hết. Đây là xôi. Túi luôn. Bán đâu bà cho rồi chúc chị bán đông khách. Bên đây thì bán giò dế của chú bên đó bạn. Đủ ha, đủ loại. Chúc anh bán đông khách. Rồi bà cô chú các bạn đi một vòng nữa nha. Chè đậu chấm. Cái này mình bán buổi sáng không phải chị? Rồi mà cô chú các bạn chúng ta đi một vòng trong đây nha. Bán trái cây này của chú các bạn. Chợ bên đây cũng đông, trong đây đông nè. Hello con. Ở trong đây là chợ rau củ quả của chú và các bạn. Đây là tôm này của chú các bạn ơi. Giờ mời chú các bạn đi một vòng nữa nha. Chị đẹp không? Tự sáng cho bán đất không? Đây là cái gì đây nè? 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 Đây là cái gì đây nè?
Mời đắt không chị? Mời đắt không? Hỏi đắt chứ lá băng. Chúc chị mua bán đông khách nha. Ở đây là ngôi chợ Bình Thạnh của chú các bạn. Buổi sáng thì bữa nay thứ bảy rất là đông ha. Dạ. Tôi chú và các bạn xem toàn cảnh của khu chợ nữa ha. Bên đây là bán cá nè, bán thịt, bán rau củ quả rất là đông luôn á. Đi một vòng được chú các bạn. Xin quay tép đây chúng nghe em. Dạ không có gì em hay thì. Đây là tép đồng của chúng các bạn. Cái này mình làm được mình bán chị 100g 10.000 ký. Cái này mình làm được mình bán mình căng lại á. Làm. Cái này của chị làm được bán cô chú và các bạn 100g là 10.000 nha. Còn bên đây cá này cũng cá lồng tông. Cá lồng tông. Dạ. Cái này mình làm mình bán chút chắc hết đó chị. À. Dạ. Cái này là cái vô được của chú các bạn ơi. Thấy vậy bán không em vậy. Cái này mình căng bán lời hay là mình mua? Căng đây bán lợn. Căng đây bán lợn. Dạ. Chúng chị bán đông khách nha. Dạ, dạ. Cái này cá rô của chú các bạn, cá rô đồng. Cá này thấy gì chứ nó còn thử thách nè, bãi tụi thì thấy vậy đó. Cái này củ chiên nha. Này là 500g. Của chú và các bạn quan sát cảnh chợ nha. Cho quay chúng em. Cái này là ốc của chú các bạn. Cái này là tôm nữa nè. Cái này mấy ký em? 160 anh. Cái này mình căng mình bán lại ha. Dạ, căng bán lại. Rồi anh chúc em mua bán đông khách nha. Cái này là tôm thẻ của chú các bạn bên đây cũng nhiều luôn nè. Rồi đây là cá lóc đồng nữa nè. Đây là tôm thẻ. Các bạn có gì đến bên Thạnh ủng hộ cho chị nha. Rồi, mời cô chú các bạn đi một vòng nữa coi. Nó bị chói nắng đó cô chú các bạn ơi. Tôm với ớt của chú các bạn ơi. Đặc biệt có cá cơm nha.
Thì là cá cơm này mình kho lạp hoặc là mình chiên bột rất là ngon. Lạp thì bột thôi. Dạ. Bên đây thì cá băng rồi. Em chúc chị mua bán đông khách nha. Dạ. Bên đây là cá lồng tông. Cái chợ Bình Thạnh này rất là nhiều cá đồng đồ luôn cô chú và các bạn. Ở đây có cá bè dinh nữa nè. Cá bè dinh, cá lăng, cá sông hả em? Có một cá trà nữa. Bán từ sáng giờ đắt không cô? Bác bán được. Dạ. Bán bài dai. Đây là tép nha cô chú các bạn. Tép sông nè. Dạ. Rất là ngon nè. Quay chơi kìa. Quay cái chai kìa. Cái chai chết. Cái vô đồng. Cái mình bán cả ngày luôn hả? Dạ, dạ. Dạ bán cả ngày luôn cô chú các bạn. Quá trời nắng. Rồi chị à, nói chị lên đi. Yeah, yeah.